Xin chào các em. Chào mừng các em đến với lớp học trực tuyến của khối 5 trường tiểu học Trần Quang Diệu, quận 3. Trong tiết lịch sử hôm nay, chúng ta sẽ học bài 19, nước nhà bị chia cắt. Các em hãy cùng quan sát tranh sau. Trong bức tranh này, chúng ta thấy hai bên bờ sông được nối với nhau bằng một cây cầu, đó chính là cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải, giới tuyến quân sự tạm thời giữa hai miền Nam, Bắc. Mời các em cùng bước vào hoạt động 1, nội dung Hiệp định Geneva. Các em hãy đọc sách giáo khoa trang 41-42. Các em tìm hiểu nghĩa của các khái niệm hiệp định, hiệp thương, tổng tuyển cử, tố cộng, diệt cộng, thảm sát. Hiệp định là văn bản ghi lại những nội dung do các bên liên quan ký. Hiệp thương là tổ chức hội nghị đại biểu hai miền Nam, Bắc để bàn về việc thống nhất đất nước. Tổng tuyển cử là tổ chức bầu cử trong cả nước. Tố cộng là tố cáo, bôi nhọ những người cộng sản, người yêu nước tham gia kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Diệt cộng là tiêu diệt những người cộng sản. Thảm sát là giết hại hàng loạt chiến sĩ cách mạng và đồng bào một cách dã man. Chúng ta cùng tìm hiểu tại sao có Hiệp định Geneva. Có Hiệp định Geneva vì Pháp thất bại nặng nề ở mặt trận Điện Biên Phủ nên buộc Pháp phải ký Hiệp định Geneva với chúng ta vào ngày 21 tháng 7 năm 1950. Đây là toàn cảnh hội nghị Geneva năm 1954. Ký Hiệp định Geneva vào ngày 21 tháng 7 năm 1954. Nội dung cơ bản của Hiệp định Geneva là gì? Là chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Theo hiệp định, sông Bến Hải là giới tuyến phân chia tạm thời hai miền Nam Bắc. Quân Pháp sẽ rút khỏi miền Bắc, chuyển vào miền Nam. Đến tháng 7 năm 1956, nhân dân hai miền Nam Bắc sẽ tiến hành tổng tuyển cử, thống nhất đất nước. Mời các em cùng quan sát bản đồ hành chính Việt Nam. Ở bản đồ phía bên tay trái, khu vực trong ô vuông đó là tỉnh Quảng Trị, là tỉnh ngăn cách giữa hai miền Nam và Bắc. Và ở bên tay phải là hình ảnh phóng lớn của con sông Bến Hải. Con sông là ranh giới chia cắt giữa hai miền Nam, Bắc. Và đây chính là cây cầu Hiền Lương bắc qua con sông Bến Hải, giới tuyến quân sự tạm thời giữa hai miền Nam, Bắc năm 1954. Hiệp định thể hiện mong ước gì của nhân dân ta? Hiệp định thể hiện mong muốn độc lập, tự do và thống nhất đất nước của nhân dân ta. Kết thúc hoạt động 1, chúng ta đã hiểu vì sao Hiệp định Geneva ra đời và hiệp định này có ý nghĩa như thế nào trong công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước. Cô mời các em cùng tham gia vào hoạt động 2. Vì sao nước ta bị chia cắt thành hai miền Nam Bắc? Các em sẽ trả lời 3 câu hỏi nhỏ để hiểu hơn về vấn đề này. 1. Nêu tình hình nước ta sau chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. 2. Nêu những dẫn chứng về việc đế quốc Mỹ cố tình phá hoại Hiệp định Geneva. 3. Muốn xóa bỏ chia cắt, dân tộc ta phải làm gì? Câu hỏi thứ nhất, nêu tình hình nước ta sau chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Sau năm 1954, Pháp buộc phải ký Hiệp định Geneva, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Trong thời gian Pháp rút quân, Mỹ dần thay Pháp vào xâm lược miền Nam, đưa Ngô Đình Diệm lên làm tổng thống, lập ra chính quyền tay sai. Câu hỏi thứ hai, nêu những dẫn chứng về việc đế quốc Mỹ cố tình phá hoại Hiệp định Geneva. Những dẫn chứng là ra sức chống phá lực lượng cách mạng,
khủng bố dã man những người đòi hiệp thương, tổng tuyển cử, thống nhất đất nước, thực hiện chính sách tố cộng, diệt cộng với khẩu hiệu thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Đây là hình ảnh ông Ngô Đình Diệm bắt tay với Tổng thống Mỹ tại Washington. Đây là hình ảnh chính quyền Mỹ Diệm bắt bớ những người dân vô tội. Đây là hình ảnh chiếc máy chém mà chính quyền Ngô Đình Diệm đã lê đi khắp miền Nam. Và Mỹ Diệm đã tàn sát đồng bào miền Nam. Đây là hình ảnh những cuộc thảm sát của chính quyền Mỹ Diệm. Những việc làm của đế quốc Mỹ đã gây hậu quả gì cho dân tộc ta? Hậu quả là đồng bào ta bị tàn sát, đất nước ta bị chia cắt lâu dài. Vậy muốn xóa bỏ chia cắt, dân tộc ta phải làm gì? Chúng ta lại tiếp tục đứng lên, cầm súng chiến đấu với đế quốc Mỹ và tay sai. Các em cùng cô tóm tắt lại nội dung của hoạt động 2. Mỹ đã lập chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm, ra sức chống phá lực lượng cách mạng, khủng bố dã man những người đòi hiệp thương, tổng tuyển cử, thống nhất đất nước, thực hiện chính sách tố cộng, diệt cộng, dã man. Những điều ấy đã làm cho Hiệp định Geneva bị phá hoại, nước nhà bị chia cắt lâu dài. Sau khi đã tìm hiểu thì chúng ta có thể rút ra nội dung của bài học ngày hôm nay như sau. Sau Hiệp định Geneva, nhân dân ta chờ mong ngày gia đình đoàn tụ, đất nước thống nhất. Nhưng đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai đã khủng bố, tàn sát đồng bào miền Nam, âm mưu chia cắt lâu dài nước ta. Cô giới thiệu với các bạn đây là hình ảnh cầu Hiền Lương của ngày hôm nay. Ngày hôm nay cầu Hiền Lương cũng nối hai bờ sông, nhưng không phải có tác dụng là chia cắt hai miền, mà đây chính là cây cầu nối liền giữa hai miền Nam Bắc. Bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cô chúc các em có ngày nghỉ vui vẻ, nhưng đừng quên ôn tập nhé.